Đây là cái đoạn đường mà chỗ bến tàu khách Vĩnh Long như cái gì thì chợ Vĩnh Long nè, ngày 21 tháng 3 2024 như cái gì. Đây là đường 30 tháng 4. Té bạc ơi, 1 ký 80 ngàn. Té bạc ơi, 1 ký 80 ngàn. Té bạc ơi, 1 ký 80 ngàn. Cái đường bên kia là đường gì á, tỏ một mắt ký 80 ngàn. Gì? Té bạc ơi, 1 ký 80 ngàn. Hoàng Thái Hiếu à? Hoàng Thái Hiếu nè. Một tháng năm chứ, trường một tháng năm như cái gì, thành phố Vĩnh Long, măng măng cái này có 40 ngàn ký như cái gì. Cái này là chợ ẩm thực rồi nha quý vị, chợ ẩm thực làm ăn cá, chợ ẩm thực nay là ngày 21 tháng 3 2024 nha quý vị. Chợ thành phố Vĩnh Long đường 1 tháng 5. Xôi. Xôi nha quý vị. Rơm nha quý vị. Thì thấy nó nhiêu ký vậy cô? 35. Bảo đảm ngọt không? Còn cứng không? Đâu đâu đâu, đưa bóp thử coi. Rồi máng ra đây, máng bên đây. Cảm ơn nha. Mình ở đâu đi bán à? Đây.
cái chỗ này đó là cái chợ chỗ bán ăn hàng giặt này cái gì, bây giờ dời xuống xong rồi nha. Xin chào. Cái này qua cái cầu bên phường phường 7, phường 8 gì nè. Vực qua nắng là người ta dẹp hết rồi nha quý vị. Thì bây giờ nó sợ sạt lở thì nó đuổi hết rồi. Thì đến đây video xin được tạm dừng. Quốc Thịnh xin chúc quý vị các bạn một năm mới vạn sự bình an, gia đình an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo nha.